Hello. Xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 5 tập 28. Sau khi trở về nội viện bắt đầu cuộc đấu cường bảng. Với bản lĩnh của mình, Tiêu Viêm rất nhanh chóng đã đánh bại tất cả đối thủ tại vòng loại. Và cuối cùng, để chuẩn bị cho các trận đấu căng go ở phía sau, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng đã đi tới Thiên Phần Luyện Khí Tháp để tu luyện. Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Viêm bước vào bên trong thì ở phía ngoài một tên ống ẹo khác lại xuất hiện rồi tiến tới khiêu khích anh ta. Thì ra, tên này là Diêu Thịnh, bài danh top 17 trên Cường bảng nội viện, một trong những người thân cận của Liễu Kình. Và rất nhanh, ngay khi hắn vừa xuất hiện thì một cuộc khẩu chiến cũng đã nổ ra. Lúc này đây, tình hình trở nên khá căng thẳng. Cuối cùng, trước sự khiêu khích của tên khác, cầm huyền trọng xích trong tay, Tư Viêm cũng lập tức chỉ thẳng về phía tên đó rồi quát to. Lúc đó, cuộc chiến chính thức nổ ra. Lúc này đây, từ trên người Diêu Thịnh, một luồng chiến khí thủy thuộc tính màu tím cực nhanh đã bao trùm lên cơ thể của anh ta. Còn tiêu viêm, cầm huyền trọng xích trong tay, thân thể như ánh chớp và chỉ trong giây lát, anh ta đã nhanh chóng lao đầu xuống người tên kia. Ở phía ngược lại, trước khi thế của tiêu viêm, hai tay của Diêu Thịnh và lợi chảo cũng bắn ra liên tiếp để tạo nên một tầng phòng thủ có thể đón đỡ. Lợi dụng khoảnh khắc này, nơi đây đã rung động dữ dội. Hiển nhiên, cú đánh này của tiêu viêm lực lượng cũng là rất mạnh. Thế nhưng, tên kia đã nhanh chóng phản kích. Từ trên tay anh ta, lợi chảo cũng liên tục bổ tới. Trong không chung, lợi chảo cùng với huyền trọng xích cứ liên tục vung tới và va và đập vào nhau. Cuộc chiến này là cực kỳ cân sức. Cuối cùng, một đòn mạnh mẽ đập vào nhau, kèm theo đó là cả tiêu viêm lẫn diêu thịnh đều bị hất ngược về phía sau. Tuy nhiên, ngay khi hai người một lần nữa định xông vào đấu nhau, thì ở phía sau, Liễu Kình đã bất ngờ đi ra và chặn hai người lại. Thế nhưng là bởi hắn cũng ẩn ý nói với Tiêu Viêm rằng tại cuộc đấu sắp tới, tuy nội viện không cho phép sát thủ, thế nhưng quyền cước không có mắt. Bởi vậy hắn khuyên Tiêu Viêm nên thận trọng. Thế rồi khi lời nói của hắn vừa kết thúc, thì ở phía đối diện một thanh âm nan nớt khác lại vang lên nói Tiêu Viêm là người ta che chở. Ai dám đụng vào cô nương theo âm thanh ấy nữa, thân hình tử nhiên cũng lập tức xuất hiện. Bởi thế nhìn thấy tiểu cô nương xuất hiện, Liễu Kình cũng không có ý mạo phạm. Chính vì điều này nên rất nhanh chóng, cuộc tranh chấp cũng đã bị giải quyết. Lúc ấy, mọi người cũng nhanh chóng rời đi. Còn tiêu viêm, cũng nhờ có tử nguyên giúp đỡ, không những giải quyết cuộc chiến. Cô gái đó cũng cho anh ta mượn phòng trọ của cường bảng số 1 của mình để ở lại. Lần nữa, quả là kỳ diệu. Cuối cùng, chỉ vào cánh cửa sắt nhỏ ở cuối hành lang. Tử nghiên lại dặn dò tiêu viêm không nên đến đó, vì nơi đấy là cấm địa. Ngay xong, ánh mắt tiêu viêm cũng lại hướng về nơi đấy, và rồi, đột nhiên thanh liên địa tâm hỏa trong cơ thể anh ta bỗng rung lên. Dường như, vẫn lạc tâm viêm đang nói chuyện với anh ấy. Tuy vậy lại nghe theo lời tử nghiên tiêu viêm rất nhanh đã trở vào bên trong và tu luyện. Và cũng bởi vậy, tử nghiên cũng phải nhanh chóng rời đi ra bên ngoài cho tiêu viêm yên lặng tĩnh tu. Còn tiêu viêm, nương theo quá trình này và đi vào trạng thái luyện tập, rất nhanh chóng. Cơ thể anh ta cũng đã có nhiều biến hóa mới. Theo thời gian trôi đi, trong quá trình tiêu viêm tu luyện, thiên phần luyện khí tháp cũng bắt đầu phát sinh dị động. Ở phía dưới tháp, một con mãng xà rất to đột ngột thức tỉnh, sau đó nó cũng liên tiếp đâm đầu vào cấm chế. Nên nơi đây bỗng xuất hiện nhiều khe nứt lớn nhỏ, xiên xích theo đó cũng bị nó từ từ cất đứt. Bởi vậy, nơi đây thường xuyên xảy ra các trận rung lắc dữ dội. Nương theo đó, năng lượng trong tháp cũng trở nên mạnh lên rất nhanh chính vì vậy ở bên ngoài các lão sư cũng lập tức thông báo toàn thể học viên hãy nhanh chóng rời bỏ thiên phần luyện khí tháp và rất nhanh nghe theo mệnh lệnh mọi người cũng lập tức rời bỏ đây còn tiêu viêm sau khi bước ra bên ngoài theo như suy nghĩ của bản thân anh ta đoán dường như là lạc tâm viêm đã một lần nữa diễn ra bạo động và với bản tính hiếu kỳ rất nhanh chóng con mắt của tiêu viêm cũng lập tức sáng lên dựa theo đó khi nhìn vào cánh cửa kia lớp màn chắn cũng đồng thời biến mất. Lúc này đây, tiêu viêm nhìn thấy toàn bộ các vị trưởng lão cùng tập trung về một chỗ. Khi đó, trên người ông, đấu khí cũng liền bùng phát. Tiếp theo, tất cả sẽ cùng nhau phối hợp phong ấn cho bản thể của vẫn lạc tâm viêm ở dưới. Chứng kiến việc này, tiêu viêm cũng không hề sợ hãi. Tuy nhiên, đang lúc tiêu viêm mải mê xem xét tình hình thì thanh âm của một vị trưởng lão thúc giục anh ta bỏ đi lại đây. Bởi vậy, Tiêu Viêm cũng phải nhanh chóng bỏ trốn khỏi nơi này. Thế rồi, khi rời khỏi cửa tháp, Tiêu Viêm lại đứng ở bên ngoài nghe ngóng. Và cũng chính lúc đó, khi Tiêu Viêm vẫn đang chăm chú suy nghĩ ở phía ngoài thì một vị trưởng lão đã bất ngờ đi vào làm Tiêu Viêm cũng phải giật mình ngạc nhiên. Tuy nhiên, vị trưởng lão này không có ý xấu, trái lại, càng nhanh hai người trở nên vô cùng thân mật. Cuối cùng, nói xong, hai người cũng liền rời đi.